ChatGPT đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Đặc biệt là trong các quốc gia có nền công nghệ phát triển như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Tuy nhiên, việc sử dụng và nổi tiếng của ChatGPT cũng phụ thuộc vào nhu cầu và xu thế của từng quốc gia về công nghệ và AI. Ứng dụng của ChatGPT trong cuộc sống là như thế nào? ChatGPT có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống, bao gồm: 1. Trợ lý hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Sử dụng ChatGPT để tạo ra một chatbot trợ lý để hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề của họ và trả lời các câu hỏi thường gặp. 2. Tạo nội dung tự động. Sử dụng ChatGPT để tạo nội dung tự động, bao gồm viết bài, dịch văn bản, tạo ra câu trả lời tự động cho câu hỏi. 3. Nhận diện ngôn ngữ tự nhiên. Sử dụng ChatGPT để phân tích và hiểu các câu trong ngôn ngữ tự nhiên và trả lời các câu hỏi liên quan. 4. Giao tiếp trực tuyến. ChatGPT cũng có thể sử dụng để tạo ra một chatbot giao tiếp trực tuyến giữa người dùng và máy tính. 5. Tìm kiếm thông tin. Sử dụng ChatGPT để tạo ra một hệ thống tìm kiếm thông tin để giúp người dùng tìm kiếm các thông tin cần thiết nhanh chóng và dễ dàng. 6. Nhận diện và phân tích dữ liệu. ChatGPT có thể được sử dụng để phân tích và nhận diện dữ liệu để giúp các doanh nghiệp có thêm nhận thức về khách hàng và thị trường của họ. 7. Tạo ra các trò chơi. ChatGPT có thể được sử dụng để tạo ra các trò chơi đố vui, bao gồm trò chơi trivia, trò chơi tìm kiếm từ và trò chơi đoán số. 8. Gợi ý và khuyến nghị. ChatGPT có thể được sử dụng để tạo ra một hệ thống gợi ý và khuyến nghị cho người dùng về các lĩnh vực như mua sắm, giải trí, du lịch và nhiều hơn nữa. Đây là một số ví dụ khác về cách ChatGPT có thể được sử dụng trong cuộc sống và công việc. ChatGPT có ứng dụng gì trong ngành công nghiệp không? Có rất nhiều ứng dụng của ChatGPT trong ngành công nghiệp, bao gồm: 1. Tự động hóa quy trình. ChatGPT có thể được sử dụng để tự động hóa các quy trình văn phòng như tạo văn bản, lập kế hoạch và quản lý dữ liệu. 2. Trợ lý ảo. ChatGPT có thể được sử dụng để tạo ra một trợ lý ảo để giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề hàng ngày và hỗ trợ khách hàng. 3. Nhận diện và phân tích dữ liệu. ChatGPT có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu và cung cấp thông tin về các xu hướng và sản phẩm, giúp doanh nghiệp quản lý và tăng cường sản xuất. . 4. Tạo ra các báo cáo tự động. ChatGPT có thể được sử dụng để tạo ra các báo cáo tự động về kinh doanh, tài chính và kế hoạch sản xuất. 5. Xử lý dữ liệu tự động. ChatGPT có thể được sử dụng để xử lý dữ liệu tự động và cung cấp các thông tin cần thiết cho các quy trình kinh doanh và sản xuất. Dịch vụ tự động hóa. ChatGPT có thể được sử dụng để tạo ra dịch vụ tự động hóa cho khách hàng, giúp giảm thiểu chi phí và tăng tốc độ xử lý. Trả lời tự động cho câu hỏi. ChatGPT có thể được sử dụng để tạo ra một hệ thống trả lời tự động cho các câu hỏi thường gặp, giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp và tăng tốc độ xử lý. Gợi ý sản phẩm. ChatGPT có thể được sử dụng để tạo ra gợi ý sản phẩm dựa trên nhu cầu và sở thích của khách hàng, giúp doanh nghiệp tăng cường kinh doanh. Phân tích và dự báo thị trường. ChatGPT có thể được sử dụng để phân tích thị trường và dự báo xu hướng, giúp doanh nghiệp quản lý và tăng cường sản xuất. Tự động hóa thẩm định. ChatGPT có thể được sử dụng để tự động hóa các quy trình thẩm định, giúp giảm chi phí và tăng tốc độ xử lý. Đối với ngành nông nghiệp thì ChatGPT có ứng dụng gì không? ChatGPT có thể được sử dụng trong ngành nông nghiệp để hỗ trợ cho các nhu cầu như: 1. Tra cứu thông tin về cây trồng, thời tiết và điều kiện môi trường. 2. Hỗ trợ trong việc quản lý nông trại và sản xuất, bao gồm cả việc quản lý nguồn nông sản và tài nguyên. 3. giải đáp các thắc mắc về kỹ thuật lâm nghiệp và hỗ trợ cho việc đưa ra quyết định hợp lý. 4. Cung cấp thông tin về thị trường và giá cả, giúp cho các nông dân có thể quản lý tài chính của mình một cách hiệu quả hơn. 5. Hỗ trợ trong việc quản lý chăn nuôi, bao gồm cả việc chăm sóc và giữ gìn sức khỏe của động vật. 6. Giải đáp các thắc mắc về phòng chống bệnh cho cây trồng và động vật. 7. Cung cấp các gợi ý về cách tối ưu hóa sản lượng và chất lượng của nông sản. 8. Hỗ trợ trong việc phân tích và đánh giá hiệu quả của các chiến lược kinh doanh và quản lý tài nguyên. 9. Giúp các nông dân tìm kiếm và nối kết với các nhà cung cấp dịch vụ và sản phẩm liên quan đến ngành nông nghiệp. ChatGPT có thể giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống, bao gồm: 1. Giải đáp các câu hỏi. ChatGPT có thể giải đáp một loạt các câu hỏi về rất nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, khoa học, văn hóa, vân vân. 2. Cung cấp thông tin. ChatGPT có thể cung cấp thông tin chi tiết về nhiều chủ đề, giúp người dùng tìm hiểu về những điều mình quan tâm. 3. Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch. ChatGPT có thể giúp người dùng tạo kế hoạch cho các hoạt động hàng ngày, tuần hoặc tháng, hoặc cả năm. 4. Giúp trong việc tìm kiếm. ChatGPT có thể giúp người dùng tìm kiếm thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc bất kỳ điều gì mà họ cần tìm kiếm trên mạng. 5. Hỗ trợ trong việc quản lý công việc. ChatGPT có thể giúp người dùng quản lý công việc của họ, bao gồm việc theo dõi lịch trình, ghi chú và tổng hợp các nhiệm vụ đang chờ. 6. Hỗ trợ trong việc giải trí. ChatGPT cũng có thể giúp người dùng giải trí. Nó có thể chơi các trò chơi, tạo ra các câu chuyện và hồi hộp, trả lời các câu hỏi về giải trí và cung cấp các gợi ý cho các hoạt động giải trí. Cơ bản, ChatGPT có thể giúp đỡ người dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: 1. Tìm kiếm thông tin, giúp người dùng tìm kiếm và hiểu rõ hơn về các chủ đề, sản phẩm, dịch vụ, vân vân. 2. Giải đáp thắc mắc, trả lời nhanh chóng và chính xác các câu hỏi của người dùng về bất kỳ chủ đề nào. 3. Hỗ trợ lựa chọn, cung cấp thông tin và gợi ý cho người dùng trong quá trình lựa chọn sản phẩm, dịch vụ, vân vân. 4. Giao tiếp, hỗ trợ giao tiếp với người dùng bằng cách trả lời tin nhắn và hỗ trợ trong việc tạo ra các cuộc trò chuyện tự động. 5. Giả lập, mô phỏng các hành vi và trả lời của con người hoặc các hệ thống để giúp người dùng thực hành và học hỏi. 6. Chuyên môn, hỗ trợ và cung cấp thông tin chuyên môn cho các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, y tế, vân vân. Trong tổng quan, ChatGPT cung cấp một trải nghiệm tương tác trực tuyến hữu ích và tiện lợi cho người dùng.